Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lặng Ngọng thân mến. Trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn thông báo và chia sẻ một chút. Ngày hôm nay thì Khánh Duy có việc bận và Khánh Duy cũng đã thông báo trên trên hội nhóm trên Facebook rồi. Bạn nào chưa gia nhập hội nhóm trên Facebook thì có thể nhập vào đường link ở dưới phần mô tả mỗi video để gia nhập nhóm Facebook để có thể nhận thông báo mới nhất khi về lịch phát hành truyện của kênh và cũng như những đột xuất như kiểu ngày hôm nay, để có thể cập nhật sớm nhất, có thể đỡ phải ngóng trông. Và trong ngày hôm nay thì có thể là Khánh Duy chắc chỉ là ra được một tập thôi. Khánh Duy sẽ cố gắng ra 2 tập. Thế nhưng mà nếu mà như thời gian không cho phép hoặc là sức khỏe nó hơi mệt vì đi đường xa mà, thì mình sẽ ra 1 tập. Thì các bạn mong các bạn thông cảm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lặng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 131 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 131 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ tại đế đô Hàm Dương. Diệp Húc nhìn thấy vị Tần Hoàng, tuy cảm thấy hắn có hàng ngàn hàng vạn khí tượng, thế nhưng cũng không cho rằng hắn là vị cao thủ đã cướp đi quốc vận của Đại Tần kia. Tần Hoàng nhìn như vô cùng khí thế, nhưng so với loại khí khái bá đạo hào kiệt của Thủy Hoàng Đế thì vẫn kém hơn một chút. Nhân vật như vậy có thể mưu hại Thủy Hoàng Đế rồi cướp lấy chấn quốc chi khí, mưu đoạt hoàng vị Đại Tần, cướp đi giang sơn của ông ta, như vậy hắn cũng không tin. Bởi vậy hắn ngay cả Tần Hoàng cũng mắng, nói y là nô tài, cả triều văn võ cũng cùng hoàng đế đều là một đám cẩu nô tài cả. Diệp thiếu báo, ở trong mắt trẫm, ngươi chính là bát hầu đã khiêu khích thiên đế thời xa xưa. Cho dù ngươi có càn quấy như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể chạy ra khỏi 5 ngón tay của trẫm được đâu. Tần Hoàng ngồi ngay ngắn trên kim loan điện, hoàn toàn không để ý tới bàn tay của Diệp Húc, thản nhiên mà nói. Tên mãng phu sơn giã vô tri kia, trẫm chính là trời, chính là đạo, chính là hoàng đế của thế giới này. Người ra tay với chấm chính là nghịch thiên, đại nghịch bất đạo. Hắn kim khẩu vừa mở, khí thế phát ra, chỉ thấy bàn tay xâm la thiên tướng của Diệp Húc kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Cách Tần Hoàng càng gần, bàn tay lại càng bị ép nhỏ đi. Khí thế của hắn giống như một vị hoàng đế thống ngự thiên hạ, thống ngự thế giới, giống như trời cao. Cho dù Diệp Húc có dũng mãnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cúi đầu trước mặt của hắn. Diệp Húc ra tay với hắn chính là nghịch thiên mà đi, là đại nghịch bất đạo, phải bị trời phạt. Hắn giống như vị hoàng đế duy nhất trên thế gian, đứng trên kim loan điện như một con kiến càn quấy, đang kêu gào khiêu khích mình vậy. Nghịch thiên mà đi sao? Hôm nay ta cứ nghịch thiên một lần, đánh ra càn khôn lanh lánh. Thần quang bắn ra từ trong mắt của Diệp Húc, hắn quát lớn liên tục, cổ động tất cả tu vi. Hắn giơ một tay ra, lấy pháp tướng kết hợp thân thể, dung hợp tất cả cấm pháp mà hắn tu luyện, các loại kinh văn áo nghĩa hóa thành bản vương khai thiên lập địa. Ở giờ khắc này, tam tương cảnh pháp tương kỳ bắt đầu có chút tiến bộ, bản vương chân thân cuối cùng cũng bắt đầu thành hình. Diệp Húc kim thân lại thay đổi từ huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế kim thân, dung hợp thêm cửu chuyển nguyên công, phật môn áo nghĩa, đôi mắt giống như nhật nguyệt, vầng trán rộng lớn hiện ra chu thiên tinh đấu cấu thành những hạt cực nhỏ tạo nên thân thể giống như biển sao trời. Quanh thân của hắn trào ra từng luồng yêu khí, trên thân thể bày ra những phù văn yêu tộc, yêu tà quỷ dị. Yêu khí ở trên đỉnh đầu của hắn hóa thành lôi bồng phòng ngự thân thể. Hắn giống như Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương tu tập các đại cấm pháp, luyện ra bản vương bất diệt chân thân. Đối mặt với Đại Tần hoàng triều,
đối mặt với vị tần hoàng giống như thiên đạo kia. Hắn rút cuộc khiến cho mình có lĩnh ngộ, có đột phá, tìm được đạo của chính mình, bắt đầu lĩnh ngộ đến đại đạo, đạo lý của thiên địa, đi ngược chiều suy diễn ra tam tương chân thân của mình. Hơn nữa, hắn đã nỗ lực ngưng tụ bản vương chân thân của mình. Bản vương chân thân và ngọc hoàng kim thân của hắn rất khác biệt, nó lại càng thêm cổ xưa, càng thêm mạnh mẽ, có một loại khí thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Hắn vốn bị hơi thở của tần hoàng chấn áp, bàn tay thu nhỏ lại nhanh chóng, nhưng giờ phút này lại chống được áp lực của tần hoàng. Bàn tay kia lại mở rộng, năm ngón xâm la thiên tướng kia tiếp tục chộp tới tần hoàng. Tần hoàng, xuống giữ cho ta. Bàn tay của Diệp Phúc đưa vào chiều đường, bảy vòng công đức kim luân sau đầu hắn chuyển động không ngừng, chư thiên công đức gia trì bản thể, khiến cho hắn giống như thiên vương cổ xưa tọa trấn trung ương quân thiên, đang giơ tay bắt lấy một kẻ đại nghịch bất đạo, dám to gan mạo phạm mình vậy. Trong triều đình Đại Tần, văn võ bá quan chỉ thấy một bàn tay ngăm đen thò từ đến từ ngoài điện, chộp thẳng tới tần hoàng. Bàn tay của Diệp Húc tuy ngăm đen như sắt, nhưng bên trong lại như hiện ra địa lý sơn xuyên. Mỗi một đạo trưởng văn chính là một dãy núi, làm cho người ta có một loại cảm giác huyền mà lại không huyền, diệu mà lại không diệu. Cơ bắp trên tay của hắn nổi lên như những dãy núi nhấp nhô. Ngoài làn da, từng sợi lông tay như những cây cổ mộc tang thương, lại có thể thấy được những mạch máu đang chảy dưới làn da như những con sông lớn lầm bầm chảy đi. Đây là một góc bản vương chân thân của Diệp Húc, cất chứa địa lý sơn xuyên. Mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, thân thể như đất đai, huyết dịch như sông lớn, da thịt như ốc thổ, ẩn chứa uy năng giống như khai thiên lập địa. Hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện thành bản vương chân thân, nhưng loại pháp tướng chân thân mạnh nhất thế gian này đã sơ hiện uy lực. Bàn tay này của hắn gợi lên một cơn gió lốc trên triều đình Đại Tần. Nhiều quần thần ở vào trung tâm gió lốc, tu vi thực lực thấp thì đều không thể chống cự, bị gió lốc cuốn lên gần như bị cắt nát, tu vi cao cũng phải dùng hết tu vi ra sức mà chống cự. Tiểu bối vô tri, tự tìm đường chết mà. Tần Hoàng vẫn ngồi ngay ngắn trên kim loan điện, bất động thanh sắc. Đột nhiên một bóng người xuất hiện giữa bàn tay của Diệp Húc và Tần Hoàng, đúng là đại tướng quốc của Đại Tần, Lã Xuân Thu mở miệng nói. Lão già này vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, sâu không lường được, kệ cho Diệp Húc càn quấy ra sao, hoành hành như thế nào cũng không lên tiếng, vẫn im lặng. Lúc này, Lã Xuân Thu tức giận bừng bừng, hoành thân che trước bàn tay của Diệp Húc, đôi mắt thì mở ra. Trên kim loan điện lập tức xuất hiện điện thiểm lôi minh. Động thủ với thánh thượng, đại nghịch bất đạo. Lão chậm rãi mở miệng, trong giọng nói như có một loại ma lực kỳ lạ, khiến bàn tay của bàn vương của Diệp Húc kia như rơi vào trong vũng lầy, khó có thể tiến lên phía trước được. Lão chính là thủ lĩnh của văn võ bá quan trong triều, là vị nhân hoàng duy nhất trong tất cả các quan lại, địa vị gần với tần hoàng. Lúc này đây, lão tức giận làm cho người ta có một loại cảm giác bấp bênh, lôi điện tề phát. Vỡ! Lã Xuân Thu hạ giọng nói, chỉ thấy bàn tay bản vương của Diệp Húc kia lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc. Nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt, nhanh chóng lan tràn dọc theo cánh tay của Diệp Húc thẳng đến bản thể. Hiện giờ, Diệp Húc một mình đối mặt với nhân hoàng, nên hắn đã hiểu được chiến lực khủng bố của nhân hoàng. Mỗi tiếng nói cử động đều tuần hoàn theo thiên đạo, mở miệng phát ra tiếng là có uy năng vô biên. Chỉ một chữ vỡ thôi đã có thể chấn vỡ bản vương chân thân của hắn. Hắn tranh đấu với Ngọc Tiêu cung chủ cũng không có trực tiếp đối mặt với nhân hoàng công phạt, mà dựa vào ba vị đại minh tôn vương là Già La, Tu Đề và Bảo Hiền cùng vị nhân hoàng triều cung Thiều, thậm chí còn tế cả mẫu thân của Hạo Thiên Khuyển, một con thiên cầu đã trưởng thành lên khắc chế tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung, mới có thể đánh với vị nhân hoàng đỉnh phong Ngọc Tiêu cung chủ này. Hiện giờ hắn tự đối mặt với nhân hoàng mới biết nhân hoàng khủng bố ra sao. Hắn vốn không có khả năng chống lại loại chiến lược này, nó là làm âm thanh chính là vô pháp, khiến cho người ta không thể chống lại. Chỉ có tu thành tam bất diệt cánh thì ta mới có thể tranh cao thấp với nhân hoàng, chứ giờ thì chưa được. Diệp Húc chớp động ánh mắt, hắn rút thân lui ra sau. Ông Càn Khôn đỉnh, Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu lần lượt bay lên dung nhập vào trong bản vương chân thân của hắn, chấn áp thân thể đang tan vỡ kia. Lại có các loại bất diệt chi bảo như Đại Uy Long Chiến Hạm, Trảm Thiên Đài, Hành Hương Lâu đã hồn chung bay ra khỏi Ngọc Lâu, nhập chủ vào trong huyệt khiếu của Diệp Húc, chấn áp thân thể, chống lại ma âm trong miệng của Lã Xuân Thu. Có đám vũ bảo này chấn áp, bản vương chân thân của hắn lập tức ngừng sụp đổ. Diệp Húc giơ tay túm lấy Hạo Thiên Khuyển rồi bay lên trời, trốn ra khỏi đế đô Hàm Dương. Thủy Hoàng Đế nói đúng, thực lực của ta quả thật không thể xông vào đế đô, chờ tu luyện đến tam bất diệt cánh thì mới có thể chống lại nhân hoàng. Nhưng muốn kéo tần hoàng xuống ngai vàng, ép cho kẻ sau lưng hắn hiện thân thì e rằng là phải tu luyện đến nhân hoàng kỳ mới có thể làm được. Diệp Húc đồng ý rời đi, nhún một cái rồi bay lên không.
Không ai đại náo đế đô rồi còn có thể bình an rời đi? Diệp thiếu báo, ngươi còn định chạy hay sao? Lão già Lã Xuân Thu này đứng ở trong triều đình, sau đầu đột nhiên hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Vô số văn tự hóa thành phù lực với lời nhẹ, nghĩa sâu, giống như một bộ sách cổ Xuân Thu vậy. Vô số văn tự ngưng tụ thành một bàn tay xâm la to, thò ra khỏi Kim Lan Điện chụp tới Diệp Húc. Lão già này rõ ràng là đại nho thuộc Thiên Nhân Tông, nho môn chính đạo. Một bộ Xuân Thu đại nghĩa bao quát nho vu kinh điển, tu luyện đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhất ngôn tức pháp. Nhưng cấm pháp của lão lại có khác biệt với chính khí hạo nhiên của Thiên Nhân Tông. Trong chính khí lại hỗn loạn quỷ dị âm tà của ma đạo. Hợp hai loại hệ thống bất đồng này lại là một là hoàn mỹ không hề khiếm khuyết. Thành tựu của lão dù ở trong Thiên Nhân Tông cũng là hiếm có, là bá chủ cấp bậc tông chủ, thánh chủ. Không hiểu vì sao lại rời khỏi Thiên Nhân Tông đến làm đại tướng quốc của hoàng triều ma đạo đại tần này. Vạn vật vị trí, tạo vu thái nhất, hóa vu âm dương, thái nhất thánh pháp. Sau đầu của Lã Xuân Thu có một bàn tay to thò ra, ngôn xuất pháp tùy. Trong bàn tay xuất hiện thiên địa vạn vật tươi tốt, phồn sinh. Sau đấy thiên địa tan biến, vạn vật hóa âm dương hóa thành hồng mông hỗn độn. Đại phá diệt, đại sụp đổ, vạn vật trở về hỗn độn nguyên thủy. Người này vốn là cao nhân, nho vu Thiên Nhân Tông, tư chất cực cao. Lúc trước có tranh đoạt chủ vị với đương kim thánh chủ của Thiên Nhân Tông, cuối cùng bị thua. Lão một mạch rời khỏi Thiên Nhân Tông chạy tới Đại Tần, trở thành đại tướng quốc, tương dung cấm pháp nho môn của Thiên Nhân Tông và cấm pháp kinh điển của ma đạo, kết hợp ra con đường chính ma, thành tựu cực lớn, trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người ở Đại Tần này. Bàn tay này xuất hiện trên đầu Diệp Húc giống như trời cao áp chế. Diệp Húc liền thấy bản vương chân thân của mình đang có dấu hiệu tiếp tục tan biến, thậm chí hóa thành hỗn độn hư vô, hoàn toàn hồn phi phách tán. Đoang đoang đoang. Trong cơ thể của hắn, từng món vu bảo chấn áp thân thể lại bị uy áp của bàn tay Lã Xuân Thu ép ra ngoài, khiến cho thân thể bắt đầu sụp đổ tan rã. Đây là uy lực của thái nhất thánh pháp, cũng không phải là bản vương chân thân của Diệp Húc không đủ hùng mạnh, mà là cảnh giới của hắn với Lã Xuân Thu chênh lệch quá lớn. Lã Xuân Thu là nhân vật có thể sánh ngang với thánh chủ, là nhân tài nhân kiệt từng tung hoành thiên hạ, tư chất tài tình đều luôn đứng đầu. Thái nhất thánh pháp của lão kết hợp tinh hoa chính ma hai đạo, uy lực vô ngần, chỉ có người cùng cảnh giới mới có thể chống lại lão được. Diệp Húc còn phải tu luyện thêm thì mới có thể sánh với nhân vật bậc này. Lã Xuân Thu, bằng ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Đố thiên thần sát. Diệp Húc bị ép cho miệng học máu, hắn bất thình lình quát lớn, chỉ thấy 12 đồng nhân chấn áp tổ long chi mạch bảo vệ xung quanh đế đô đột nhiên cùng giơ tay ra nện thật mạnh lên bàn tay thái nhất thánh pháp của Lã Xuân Thu, lập tức đánh vỡ nó. Hắn nhân cơ hội thả người nhảy lên ra khỏi đế đô Hàm Dương. Lã Xuân Thu khẽ a lên một tiếng, lập tức nhảy ra khỏi điện Kim Loan, thả người dựng lên đuổi theo Diệp Húc. Ầm một tiếng, Đô Thiên thập nhị đồng nhân cùng mở bước chân bước nhanh về phía trước, khiến cho hoàng thành chấn động không ngừng. 12 bàn tay vàng ánh cùng hạ xuống đặt lên đỉnh đầu của vị nhân hoàng này, ép cho lão từ trên cao ầm ầm mà rơi xuống đất. Lã tướng quốc, không cần tiễn, ta đi đây. Diệp Húc cười ha hả, tế đại uy long chiến hạm lên, dương buồm mà đi. Lã Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể bị Đô Thiên thập nhị đồng nhân chấn áp nên không thể truy kích Diệp Húc. Đột nhiên, lão đạp một cước xuống mặt đất, cười lạnh mà nói: "Tìm đường chết sao? Mời tổ long rời núi." Một cước của Lã Xuân Thu đạp xuống khiến mặt đất chấn động ầm ầm không ngừng, dường như có con cự thú hồng hoang viễn cổ nào đấy ẩn nấp dưới mặt đất bắt đầu giãn thân hình. Chỉ thấy 12 nhánh tổ long chi mạch bảo vệ đế đô Hàm Dương đều đang rung lên, núi đá bay tán loạn. 12 dãy núi này kéo dài mấy vạn dặm, hình dáng như rồng, chính là nơi địa khí nồng đậm dưỡng dục thuần dương linh mạch bậc 9, lại bị thủy hoàng đế dùng pháp lực lớn nhốt ở nơi này, lại dùng Đô Thiên thập nhị đồng nhân chấn áp. Lúc này tổ long chi mạch đã không bị 12 đồng nhân chấn áp, mà bị Lã Xuân Thu dùng pháp lực thúc dục. 12 dãy núi kia như là sống lại, long thủ nâng lên, long khẩu mở ra phát ra tiếng rồng ngâm. Ầm một tiếng, từng dãy núi từ dưới lòng đất bay lên ở giữa không trung, hóa thành những con cự long núi. Chúng chính là do những dãy núi tạo thành. Núi đá là lân, tuấn lĩnh làm chảo, hùng sơn làm thân thể, thuần dương linh mạch là huyết quản máu thịt, trông chúng như những con cự long đã tu luyện đến nhân hoàng kỳ. Lấy thực lực và tu vi của Lã Xuân Thu thì còn chưa thể thúc dục 12 nhánh tổ long chi mạch này, mà chỉ có thể thúc dục một nhánh. Chỉ thấy con tổ long được tạo thành từ dãy núi này dài đến mấy vạn dặm, nó giơ long chảo lên hung hăng chụp tới chiếc đại uy long chiến hạm đang phi trốn giữa không trung kia.
Đại uy Long Chiến Hạm, chiếc thuyền bất diệt chi bảo này giống như một tờ giấy vậy, soạt một tiếng liền bị Long Chảo chụp cho dập nát. Chỉ có cột buồm với tính chất cực kỳ cứng rắn kia mới còn hoàn hảo như cũ. Diệp Phúc bị công kích của Nhân Hoàng ép cho bản vương chân thân nứt ra từng khúc, miệng phun máu tươi. Hắn vội vàng nhảy lên cột buồm rồi điều khiển nó phóng lên cao. Răng rắc một tiếng, con tổ long do dãy núi biến thành này mở ra chiếc miệng lớn có thể nuốt cả trời kia tà tà mà cắn tới hắn. Chiếc miệng cự long này với những chiếc răng nanh cùng lưỡi do những dãy núi tạo thành trông như một cái hắc động. Ta coi thường đế đô Hàm Dương rồi, không ngờ nơi đây còn có loại công kích này. Diệp Phúc chớp động ánh mắt, điều khiển cột buồm tránh né, nhưng lực hút quá lớn đã kéo hắn vào trong long khẩu, thế là bị tổ long một ngụm nuốt luôn. Mắt thấy hắn sắp bị nuốt vào trong bụng tổ long, trọn đời bị chấn áp, đột nhiên một tiếng oành vang lên, long đầu vỡ ra. Diệp Phúc tế thân thể vô hoàng hàn chắc lên, đánh vỡ một cái hang lớn trên đầu của tổ long rồi lại phóng lên cao. Tu vi của hắn còn chưa hoàn toàn có thể thúc giục được thân thể vị vô hoàng này, dù thân thể vô hoàng hàn chắc bị thánh hoàng chi bảo mà Nga Hoàng luyện chế ra làm cho yếu đi vô số lần, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được. Thân thể vô hoàng hàn chắc gần như cắn nuốt sạch sẽ tu vi của hắn chỉ trong chớp mắt. Diệp Phúc vội vàng thu khối thân ngoại hóa thân này lại, điều khiển cột buồm đi xa. Oanh một tiếng, tổ long chi mạch dựng thẳng đuôi đánh mạnh lên cột buồm. Diệp Phúc lại bị thương nặng, từ trên không trung rơi xuống. Lã Xuân Thu thấy thế, lúc này mới thu hồi pháp lực bản thân, chỉ thấy tổ long chi mạch này từ giữa không trung hạ xuống, hóa lại thành một dãy núi dài ngàn dặm như trước, nằm im ở trên mặt đất. Long đầu của long mạch bị thân thể vô hoàng hàn chắc đánh xuyên qua, lúc này được địa khí tưới vào, vô số núi đá tự động mọc ra bù lại chỗ hỏng, chỉ một lát đã trở lại như lúc ban đầu. Tổ long chi mạch này vô cùng thần kỳ, giống như một con tổ long chân chính đã tu luyện đến cảnh giới Nhân Hoàng, có thể tự mình chữa trị, có được thân thể bất diệt. Diệp thiếu báo, đã bị bản tướng đánh cho trọng thương, hấp hối chờ chết rồi. Mông Chính đại tướng quân, Thái Huy đại nhân, mời hai vị lập tức dẫn cao thủ đi lục soát thi thể kẻ này, giao thủ cấp cho Hoàng Tuyển Ma Tông, sau đó đem thi thể treo ngoài ngọ môn để kẻ khác nhìn vào. Lã Xuân Thu mở miệng nói, mời thánh thượng thu hồi 12 đồng nhân tạo chấn giang sơn. Bên trên Kim Loan điện, Tần Hoàng khẽ phất tay, chỉ thấy Đô Thiên thập nhị đồng nhân đều tự thu hồi vần tay rồi trở lại trên đầu của tổ long chi mạch chấn áp tổ long. Lã Xuân Thu trở lại trước Kim Loan điện, ngưng thần nhắm mắt như trước. Mông Chính đại tướng quân và đám người Thái Uy đều động thân chạy tới nơi Diệp Phúc rơi xuống, tìm kiếm tung tích của Diệp Phúc. Tướng phủ không sao chứ? Tần Hoàng thân thiết hỏi. Đa tạ thánh thượng quan tâm, lão thần không sao cả, chỉ là một tên mãng phu dân dã như Diệp thiếu báo sao lại có thể biết được Đô Thiên thập nhị thần sát đây, chuyện này khiến cho lão thần rất buồn bực. Lã Xuân Thu mở mắt, trong đôi mắt giản nua kia xuất hiện một đạo tinh quang. Lão khom lưng nói, Đô Thiên thập nhị thần sát chính là bí mật bất truyền của thánh thượng, kẻ này có thể thúc giục được Đô Thiên thập nhị đồng nhân chấn áp lão thần, có thể thấy hắn đã tu luyện Đô Thiên thập nhị thần sát đến cảnh giới cực cao, được đến chân truyền của hoàng thất. Điều khiến cho lão thần nghi hoặc là kẻ này dám sử dụng Đô Thiên thập nhị thần sát ngay trước mặt thánh thượng. Thánh thượng có tu vi thông thiên, vì sao không dùng Đô Thiên thập nhị thần sát phản chế, đỡ cho lão thần phải xấu mặt trước quần thần đồng nghiệp đây? Tu vi thánh thượng hơn y hàng ngàn hàng vạn lần, khắc chế Đô Thiên thập nhị thần sát của y quả thật dễ dàng mà. Lão không nói hết, nhưng trong giọng nói đã lộ ra ngoài hoài nghi, nghi ngờ Đô Thiên thập nhị thần sát của Tần Hoàng không phải là chính tông. Lã tướng quốc, ông cản rỡ quá rồi. Tần Hoàng đứng dậy thản nhiên nói, ông là nghi ngờ chấm công ra tay khiến ông mất mặt sao? Lòng nghi ngờ của ông nặng quá rồi đấy. Đừng quên, ông chỉ là thần tử, chấm kính ông là lão thần tiền triều, mới xưng ông là tướng phủ. Chấm mệt mỏi rồi, bãi triều. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi phải tay áo bỏ đi. Đám thái giám cung nữ vội vàng đuổi theo hộ tống hắn rời khỏi triều đường. Quần thần không hiểu sao cũng tự rút đi. Lã Xuân Thu thở dài, chậm chậm rời khỏi triều đường. Trong mắt của lão thi thoảng lại hiện lên một ánh hàn quang. Thánh thượng ơi, khi Đô Thiên thập nhị thần sát chấn áp lão thần kia, lão thần đã cảm ứng được ngài âm thầm ra tay định chấn áp pháp lực của Diệp thiếu báo, nhưng lại không thể đoạt được quyền điều khiển 12 đồng nhân. Đô Thiên thập nhị đồng nhân cũng không thừa nhận pháp lực của ngài, mà thừa nhận Diệp thiếu báo, bài xích pháp lực của ngài ra, cùng tu luyện Đô Thiên thập nhị thần sát. Vì sao đường đường quốc chủ hoàng đế đại tần lại tu luyện thứ không chính tông, mà một tên mãng phu dân dã lại tu luyện chính tông đây? Lão rời khỏi hoàng thành trở lại phủ tướng quốc, lập tức có thị nữ nghênh đón cởi triều phục thay từng
Lã Xuân Thu ngồi trên ghế thái sư, bưng một chén trà, nhấp một ngụm, nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng lại lộ ra một ý cười. Lão thầm nghĩ, và không hạ tử thú, Diệp Thú Bảo tên thiếu niên được Đô Thiên thập nhị tần sát chân truyền này, hẳn là có thể tránh né được Mông Chính và Lý Tư Như đuổi giết. Lão quả thật cảm ứng được một tia dao động pháp lực truyền đến từ cơ thể Tần Hoàng khi Diệp Phúc dùng Đô Thiên thập nhị đồng nhân, nhưng lại chẳng thể đoạt lại quyền điều khiển đồng nhân từ trong tay của Diệp Phúc. Điểm nghi ngờ ấy, hơn nữa cái chết thảm của Thái Tử Sơ lộ ra manh mối, khiến cho lão quỷ không biết thần chẳng hay này thả cho Diệp Phúc một con đường sống, chứ không giết chết luôn Diệp Phúc. Bằng không, với tu vi thông thiên triệt địa của lão thì dùng sức mạnh của Tổ Long chi mạch với hai vị nhân hoàng ra tay, dù Diệp Phúc có được thân thể vua hoàng hàn chắc cũng không thể trốn thoát được. Trong đế cung Đại Tần, Tần Hoàng đang từ từ bước đi, đột nhiên hắn đứng lại ở trước một cung điện, phất tay ra hiệu cho thái giám cung nữ lui ra. Chờ thái giám cung nữ đi hết, hắn mới sửa sang lại quần áo, cung kính không người nói: "Phụ thân, còn có việc." Sau một lúc lâu, cửa cung mở rộng ra, từ bên trong truyền đến một tiếng nói già nua: "Quần Sương, vào đi." Tần Hoàng xoay người, cẩn thận đi vào cung điện này, giống như yết kiến thánh thần vậy. Nếu cảnh tượng này bị người ngoài nhìn thấy thì nhất định sẽ trố mắt giật mình, không nói được lời nào. Tần Hoàng là nhân vật ra sao? Chính là người đứng đầu đế quốc Đại Tần, trên vạn người, không ai có thể đứng trên đầu của hắn. Thậm chí là tất cả các thánh địa ma đạo ngoại trừ Tam Cung, trên danh nghĩa đều là thánh địa thuộc đế quốc Đại Tần. Dù là người đứng đầu các thánh địa, thấy hắn cũng phải cung kính hô một tiếng bệ hạ hoặc thánh thượng. Hiện giờ, đường đường Tần Hoàng, kẻ đứng đầu một đất nước, lại ăn nói khép nép, đầu cũng không dám nâng, cũng chẳng dám thở mạnh mà thật cẩn thận yết kiến ai đấy. Nếu như lan truyền đi ra ngoài thì chỉ sợ là chẳng ai dám tin tưởng chuyện này. Nhưng lúc này đây, cũng không ai nhìn thấy cảnh Tần Hoàng khiêm tốn thế này, đương nhiên là không ai biết. Tần Hoàng đi sâu vào trong cung điện. Luồng hơi thở khủng bố của vua hoàng kia càng ngày càng đậm, dù hắn là nhân hoàng đỉnh cao cũng bị ép cho thân thể không ngừng mà thu nhỏ lại. Đến khi hắn đi đến chỗ sâu nhất trong cung điện, Tần Hoàng đã bị ép cho chỉ còn một tấc. Đây là uy áp khủng bố của vua hoàng, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước có một người khổng lồ với tướng mạo tang thương đang ngồi ở đấy, trông như một thiên thần, mà hắn chỉ thấy mình thật nhỏ bé. Vị vua hoàng cổ xưa này, thân hình vốn không cao lớn, sở dĩ nhìn qua giống như thiên thần vậy, cũng là vì Tần Hoàng bị khí thế của ông chấn áp, hình thể rút nhỏ vô số lần. Chỉ cần không phải là vua hoàng, bất cứ ai đứng trước vua hoàng đều phải đối mặt với một vị thiên thần vô cùng cao lớn, vô cùng khôi ngô. Quân Sương, có chuyện gì vậy? Lão già kia khép hở đôi mắt, miệng chưa mở mà đã có tiếng nói ầm ầm truyền đến, chấn động cho không gian rầm rầm vỡ nát, hóa thành những hạt thật nhỏ. Tần Hoàng lại càng thêm cung kính, cúi đầu đáp: "Thưa phụ thân, hôm nay dương nhiệt của Thủy Hoàng Đế đến đây gây chuyện, bị Lã Tướng Quốc đánh bại, không rõ sống chết. Nhưng con lại nghi ngờ Lã Tướng Quốc không có đem hết toàn lực mà giết kẻ này. Hơn nữa, Lã Tướng Quốc chính là một con cáo già, lại là cựu thân của Thủy Hoàng Đế. Con nghi ngờ lúc trước một sợi tàn hồn của Thủy Hoàng Đế mượn thân thể Thái Tử Sơ lẻn vào trong cung, trước khi chết đã truyền lời chăn chối ra ngoài, chính là do Lã Tướng Quốc gây ra." Ồ, lão già kia mở đôi mắt, trong mắt thần quang nổi lên luồng năng lượng khủng bố lưu động, xúc mà không tiết, mơ hồ ẩn chứa uy năng vô cùng vô tận. Còn nghĩ Lã Tướng Quốc kẻ này chắc chắn là đã được tin tức nào đấy nên hoài nghi cái chết của Thủy Hoàng Đế, thậm chí ông ta có khi còn tiếp xúc với tàn hồn của Thủy Hoàng Đế kia nữa kìa. Tần Hoàng cảm giác được thần uy cất chứa trong ánh mắt của lão, là càng kính cẩn cúi thấp đầu xuống hơn nữa, nơm nớp mà lo sợ. "Lần này lão ta còn nhân cơ hội hỏi con vì sao không ngăn cản Diệp Thiếu Bảo tế Đô Thiên thập nhị đồng nhân." "Một con kiến mà thôi, không đáng để lo nghĩ." Lão già kia khẽ phất phất tay rồi nhắm mắt lại, không để ý tới nữa. Lã Xuân Thu chính là bá chủ Thiên Nhân Tông, đường đường nhân hoàng đã hỗn hợp tâm pháp của chính ma hai đạo mà khai sáng ra Xuân Thu Đại Nghĩa, chính là nhân tài trong nhân tài, nhân hùng trong nhân hùng. Nhưng ở trong miệng của lão già này thì Lã Xuân Thu lại chỉ là một con kiến, căn bản không để ở trong mắt. Tần Hoàng hơi do dự, chần chừ một lúc nhưng vẫn không nói lời gì, cũng không có rời đi. "Quân Sương con ta, con có chuyện gì vậy?" Tần Hoàng do dự một chút rồi cắn răng nói: "Con muốn hỏi điều này, phụ thân chính là vua hoàng, trên đời này người có thể địch với ngài chỉ có ma hoàng thì không còn ai khác cả. Vì sao lại phải tự nhốt mình ở nơi đây? Với thực lực của mình, phụ thân có thể quét sạch các thánh địa thống nhất thiên hạ, bình định vua hoàng, thành lập sự thống trị muôn đời.
thậm chí là đánh vào hàng của ma vực, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà bao thế hệ phu hoàng đều chưa từng làm được. Cầm mồm! Lão già kia đột nhiên mở mắt, thần uy tràn ngập. Cha đây là đang thay trời hành đạo, thay trời hành đạo, con có hiểu không? Thay trời hành đạo. Lúc này, lão già kia cũng không ẩn giấu thần uy nữa. Thần uy từ trong mắt bắn ra, khiến không gian trong cung điện không chịu nổi, lập tức cầm ầm tan ra, hóa thành hỗn độn. Tần Hoàng đứng giữa hỗn độn, nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trên trán, không dám nói lời nào. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng là lão già này đang tức giận. Hắn giận nói sai một câu thôi sẽ bị lão đánh chết tại chỗ. Tuy hắn là Tần Hoàng, lại là con ruột của lão, nhưng nếu động vào nghịch lân của lão thì chuyện giết hắn rồi lập Tần Hoàng khác, hổ độc ăn thịt con, lấy tính tình của lão già này là hoàn toàn có thể làm ra được. Thế hệ con cháu với lão già phu hoàng này mà nói vốn chẳng để trong lòng. Nếu như lão muốn thì có bao nhiêu đàn bà cũng được, lấy thọ nguyên vạn năm của phu hoàng thì đào tạo ra một đứa con nhân hoàng là chuyện dễ dàng. Qua hồi lâu, lão mới bình ổn lại cơn thịnh nộ. Trong cung điện, hỗn độn dần dần tiêu tan, đồng lương thiết trụ xuất hiện, mặt điện giải gạch, khôi phục lại nguyên trạng. Quân Sương, con có biết cái gì gọi là thay trời hành đạo không? Lão mở miệng từ từ mà nói. Tần Hoàng cũng không dám lên tiếng, lại nghe lão già này chậm rãi nói. Thay trời hành đạo chính là thay trời làm việc, xử trí tất cả những kiêu hùng không nghe theo trời an bài. Tất cả vô hoàng cùng với đại vu sắp trở thành vô hoàng trong tương lai, có khả năng uy hiếp đến trời, đều ở trong nhóm bị giải quyết kìa. Lấy thực lực của bản hoàng, quả thật có thể quét sạch cái gọi là các đại thánh địa, thống nhất vu hoàng, bá chủ thiên hạ. Nhưng đến lúc đó, bản hoàng sẽ trở thành nhân vật có thể uy hiếp đến trời, kiêu hùng uy hiếp đến trời, trở thành kẻ bị xử lý. Lão lộ ra ý cười, trông thật dữ tợn, trầm giọng nói tiếp. Chẳng những thế giới vô hoàng có vô hoàng tọa chấn thay trời hành đạo, mà cả hàng cổ ma vực và đủ loại thế giới khác cũng có vô hoàng chấn thủ thay trời hành đạo. Giờ ma hoàng chính là thay trời hành đạo. Nếu như y phục tùng quản giáo, đương nhiên là có thể thượng giới. Nếu y không theo quản giáo thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Mồ hôi tuôn đầy trên trán Tần Hoàng, sau lưng cũng thấy lạnh lẽo. Hắn dần dần nghe được một bí mật lớn long trời lở đất từ trong lời nói của lão già này. Lão già kia khẽ cười. Lúc trước Thủy Hoàng Đế và Hạng Tịch Hoàng Tuyền Ma Tông cùng trở thành vô hoàng, dẫn đến vô hoàng đại kiếp nạn, đồng thời cũng khiến cho cha chú ý. Thủy Hoàng Đế không biết điều này nên bị bản hoàng đánh chết. Hạng Tịch nghe nói Thủy Hoàng Đế chết liền trốn, không dám trở lại vô hoàng, chẳng biết là đã trốn đi nơi nào. Hai người này sở dĩ chật vật như vậy là bởi vì tư chất của bọn họ quá xuất chúng, có uy hiếp tới trời. Còn cũng muốn cha trở thành các loại nhân vật này hay sao? Phụ thân, chẳng lẽ chờ là... Tần Hoàng nuốt được một ngụm nước bọt, run run giơ tay chỉ lên đỉnh đầu. Lão già kia trầm sắc mặt xuống, hừ lạnh nói. Điều con không cần hỏi thì đừng có hỏi, nếu không sẽ dẫn đại họa đến. Nếu con kích động bên trên, rước lấy phiền toái không cần thiết. Ta có thể lập con làm Tần Hoàng thì cũng có thể phế chất để lập kẻ khác lên. Con đi đi. Dạ vâng. Tần Hoàng vội vã đứng lên, cẩn thận rời khỏi cung điện này. Thẳng đến khi ra ngoài cung thì hắn mới thở to một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức cúi đầu không dám nói câu nào. Lúc này, trong một dãy núi, Diệp Húc từ đá vụn dãy rụa khoanh chân ngồi xuống, oạ một tiếng nôn ra một ngụm kim huyết. Hắn bị thương dù nặng nhưng không có thương đến căn bản, nhất là một kích cuối cùng của tổ long chi mạch, đuôi rồng quăng lên người đánh hắn từ trên cao rơi xuống, nhìn thì có vẻ là vô cùng linh hoạt sắc bén, nhưng kỳ thực lực đạo cũng chẳng mạnh mẽ là bao, nên cũng chưa làm hắn bị thương mấy. Là A tướng quốc lưu thủ cũng không hạ sát thủ với ta hay sao? Diệp Húc chớp động ánh mắt, vội vàng vận chuyển bàn vương khai thiên kinh chữa trị tổn thương thân thể. Hắn thầm nghĩ, nếu như lão ấy không ra tay thì Tần Hoàng nhất định sẽ ra tay. Nếu như Tần Hoàng ra tay thì ta chỉ còn một con đường chết. Vì sao lão tướng quốc cũng phải làm như vậy đây? Chẳng lẽ ông ta cũng hoài nghi? Tuy lão Xuân Thu lưu thủ với hắn không chỉ hắn vào chỗ chết, nhưng trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi kia, Diệp Húc quả thực đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trong chớp mắt giao thủ với lão Xuân Thu kia, Diệp Húc bị thương rất nặng, bản vương chân thân gần như hoàn toàn toàn tan rã, nguyên thần cũng lọt vào trọng thương, một thân thần thông gần như không thể thi triển trước mặt lão Xuân Thu, khiến hắn giờ mới ý thức được chênh lệch giữa mình cùng với nhân hoàng. Ở trong đế đô Đại Tần, lão Xuân Thu cũng không có nâng tay, hai người chính diện giao phong,
Nếu không Diệp Phúc cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Chỉ khi hắn rời khỏi đế đô Hàm Dương, La Sơn Thu mới thoáng nâng tay cho Diệp Phúc một con đường sống, diễn trò làm được như là thật. Phù một tiếng, Diệp Phúc cưỡng ép thương thế, phun ra một hơi, trong lòng có chút vui mừng. Lần này hắn liều lĩnh công kích Tần Hoàng, đánh vỡ bình chứng cuối cùng, khiến hắn mấy tháng lĩnh ngộ, tìm hiểu đã thông hiểu đạo lý, cuối cùng cũng tìm được một con đường của chính mình. Đây là thu hoạch lớn nhất trong lần tìm đường sống trong chỗ chết này. Từ đạo suy ra thiên, từ thiên suy địa, từ địa suy pháp, hoàn thành sự nghiệp nghịch thiên mà đi. Từ nay về sau, tam tương cảnh là một con đường bằng phẳng. Cái gọi là tư chất thiếu hạn đã bị hắn đánh vỡ, từ đó hắn có thể tiến vào những cảnh giới cao hơn. Thu hoạch lớn thứ hai chính là hắn tự nhận ra chỗ khiếm khuyết của mình. Diệp Phúc đại náo Hàn Nguyệt Cung khiến Ngọc Tiêu Cung chủ bó tay không có biện pháp. Đối mặt với các bá chủ, kiêu hùng, thánh chủ các đại thánh địa, hắn từ từ mà nói, đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay, khiến niềm tin tưởng của hắn tăng vọt. Giờ bị làm nhục ở đế đô Hàm Dương đã khiến hắn nhận ra mình không phải là thiên hạ vô địch, cũng không phải là kẻ có thể hoành hành thiên hạ. Ta ở trong Hàn Nguyệt Cung chính là dựa vào sức mạnh của Vu Hoàng, Vu Báo và Cấm Báo, là sức lực của Triều Sư Bá và đám người Già La Minh Tôn, là sức mạnh của mẫu thân Hạo Thiên Khuyến, là Vu Hoàng Hàn Trác, chứ chẳng phải là sức mạnh của ta. Giờ trải qua trận chiến đế đô này, ta mới thấy thực lực và tu vi của mình còn chưa đủ, không thể đánh bại lại cao thủ chân chính được. Diệp Húc chớp mắt thầm nghĩ, con đường tu luyện ngoài không ngừng lĩnh ngộ những cảnh giới cao hơn, không ngừng vượt qua những khó khăn gian khổ, thì nó còn là một quá trình không ngừng tỉnh ngộ bản thân, tỉnh ngộ mình chưa đủ, tỉnh ngộ hành vi, tỉnh ngộ lại bản thân. Một người thực lực nhanh chóng tăng lên, uy vọng nhanh chóng tăng lên, sẽ dễ dàng mê lạc trong sức mạnh, mê lạc trong vinh quang, điều đó rất là nguy hiểm. Trải qua trận chiến này, sự cuồng quyến cuồng ngạo vẫn tồn tại trong lòng Diệp Húc, niềm tin cũng không hề đổi, nhưng hắn đã biết kính sợ sức mạnh, tỉnh táo nhận ra vị trí của mình. Cái loại kính sợ này không phải là kính sợ kẻ mạnh, mà là kính sợ sức mạnh. Chỉ có kính sợ sức mạnh mới có thể tăng tâm tư, tuy cầu sức mạnh vẫn đỉnh những đỉnh núi cao hơn. Ầm một tiếng, hư không đột nhiên rung lên dữ dội. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn thì thấy không gian vỡ ra, hai chiếc chiến hạm thật lớn chen qua hư không bay ra. Đầu chiến hạm áo gấm tung bay, kim giáp sáng lóa, đúng là cấm quân Đại Tần. Hai chiếc chiến hạm này chính là phụng mệnh La Sơn Thu đại tướng quốc đến lục soát tìm kiếm thi thể Diệp Phúc. Đưa đầu Diệp Phúc về Hoàng Tuyển Ma Tông, còn thân thì trong ngoài ngọ môn để báo mối thù hắn đã xúc phạm Hoàng Uy, đại náo đế đô. Người dẫn đầu chính là Mông Chính đại tướng quân, kẻ đã từng bị Diệp Phúc chấn áp dưới Càn Khôn đỉnh, còn có một vị cường giả tam bất diệt cảnh nữa, thái úy Lý Tư Như. Hai vị này là tuyệt đại cường giả, có thể so với Đại Minh Tôn Vương. Họ xuất lĩnh đại quân hùng hổ mà đến, vừa mới xuất hiện tại nơi Diệp Phúc rơi xuống thì trên một chiến hạm đã tung ra một chiếc võng rất to, bao lại không gian mấy trăm dặm. Chiếc võng dung nhập vào trời và mặt đất, đây là lo Diệp Phúc chưa chết, làm vậy để người Diệp Phúc trốn thoát. Lập tức vô số thần niệm từ trên chiến hạm bay ra, rơi xuống đất hóa thành một đám vô sĩ, chính là đại vô tam bất triệt cảnh, dùng thần niệm biến hóa siêu thiên tắc địa để tìm kiếm tung tích của Diệp Phúc. Bọn người này đúng là âm hồn bất tán mà. Diệp Phúc giãy giụa đứng lên, vỗ vỗ chú cháu nhỏ ở bên người, cười tủm tỉm. Khiếu Thiên, ngươi chính là đệ nhất đại tôn vương của ta, giờ chủ công có thể chạy ra khỏi nơi đây hay không thì phải xem ngỡ ngươi rồi. Tế, hắn dùng một chút pháp lực còn sót lại để tế con Hạo Thiên Khuyển này lên. Chỉ thấy chú chó đen nhỏ này càng lúc càng lớn, hóa thành một con chó to hơn 10 dặm, eo nhỏ, lông đen, mồm miệng như núi. Diệp Phúc xoay người, nhảy lên đầu Hạo Thiên Khuyển, trầm giọng quát: "Chúng ta đi." Con phá cẩu dưới chân hắn đột nhiên cười ha hả, đầy cản rỡ, gầm rú: "Chủ công, Long Cứu Thiên tôi đây có thể trở thành đệ nhất đại tôn vương cũng chẳng phải là hư danh đâu." Diệp Phúc khụ khụ, nôn ra một ngụm huyết đàm, nổi giận mà quát: "Đừng có khoác lác nữa đi, còn không nhanh đi, mà ngươi học đâu ra điệu cười đó vậy?" Trên hai chiếc chiến thuyền, Mông Chính cùng đám người Lý Như Tư lập tức chú ý tới con cựu khuyển và Diệp Phúc trên lưng nó. Chỉ thấy những lá cờ trên chiến hạm tung bay, lay động qua lại, đánh ra tín hiệu cờ. Không biết bao nhiêu vũ sĩ cao giọng quát: "Phản tặc ở kia, tiểu tử này còn chưa chết." "Tiểu tử này bị Lã tướng quốc đánh cho trọng thương, dầu hết đèn tắt rồi, chỉ sợ không sống được bao lâu đâu." Mông Chính đại tướng quân đỏ ra mặt lên, nhớ tới chuyện bị Diệp Phúc tấn công, chấn áp, cười ác độc mà nói: "Ta đến giúp hắn một tay, cho hắn chết luôn đi." Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, thiên địa pháp tướng cũng trào ra, dung nhập vào thân thể, hóa thành một người khổng lồ cao vạn trượng.
một cước dẫm trên chiến hạm, một cước thì từ trên bầu trời đạp xuống Diệp Húc. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bàn chân này như mây che trời, dẫm cho hư không đều sụp đổ. Dù hắn ở trạng thái toàn thịnh cũng không thể dễ dàng đỡ được, nếu như tùy tiện tiếp đón thì sẽ bị thương. Hắn vốn dựa vào Đãng Hồn Trung và Càn Khôn Đỉnh chấn áp Mông Chính, thừa dịp Mông Chính đại tướng quân vô ý tiến lên khiến y ăn mệt. Nhưng hiện giờ hắn bị thương nặng, gần kề tình trạng dầu hết đèn tắt, đã không thể tranh phong cùng vị tướng quân cao nhất đại tần này nữa rồi. Tiểu tử, ngươi tới cái chuông rách kia lên nữa đi. Mông Chính đại tướng quân cười ha ha, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, một cước dẫm lên. Diệp Húc thở dài, cố tới ngọc lâu lên, lấy ra một cái chuông buộc trên khốn thiên thẳng trên cổ Hạo Thiên Khuyển. Đinh linh linh. Con phá cầu mừng rỡ, đắc ý rào rạt, nó tế Đãng Hồn Trung lên. Tuy Đãng Hồn Trung chỉ là một cái chuông lớn, nhưng phát ra tiếng chuông mãnh liệt. Mông Chính đại tướng quân không kịp ngờ, đầu óc mơ hồ, một cước dẫm lên khoảng không, rơi ra khỏi chiến hạm. Gâu gâu, bảo bối tốt ta, mì chính là bảo bối chi kỷ của ta, gâu gâu. Con phá cầu này vui mừng vô cùng, ôm Đãng Hồn Trung liếm hai cái, đột nhiên bốn cái chân phát lực lao đi như điên. Cự khuyển mở cái miệng to ra sức mà hút, chỉ thấy hư không rung lên từng trận. Chiếc lưới kia bị nó hút ra khỏi hư không, vù vù rơi vào trong miệng của nó. Lại đinh linh linh, con phá cầu này lao xung quanh hai chiếc chiến hạm mấy vòng, khiến cho cấm quân trên chiến hạm ngã trái ngã phải, không thể đứng vững. Chỉ thấy hai chiếc chiến hạm không ngừng điều khiển từ trên cao rơi xuống, tà tà đâm xuống mặt đất. Một con phá cầu mà cũng dám ra oai trước mặt bản thái úy sao? Lý Như Tư thế vậy, vừa sợ vừa giận, ổn định lại thân hình, đang định ra tay, đã thấy con phá cầu kia chở Diệp Húc bão táp mà đi, một bước đi được mấy trăm dặm. Hạo Thiên Khuyển chở Diệp Húc chạy như điên, chân đạp từng vân, tốc độ nhanh như điện chớp. Nó vừa chạy vừa quay đầu lại kêu gào: đám thỏ con kia, có giỏi thì đuổi theo ông đi này. Thái úy và đại tướng quân Mông Chính tức gần hộc máu, lập tức chỉnh đốn chiến hạm, điều khiển hai chiếc chiến hạm đuổi theo, tốc độ không hề thua con phá cầu kia chút nào. Đuổi theo, tên Diệp Thiếu Bảo kia thật đáng sợ, chiến lực kinh người, nhưng y đã bị thương nặng rồi, chỉ còn một con phá cầu, chẳng lẽ chúng ta còn không chế phục được một con chó hay sao? Con chó này quá đáng đánh, lão tử được nó nhất định phải lột da làm áo giáp kìa, rút cân làm roi ra, cắt đuôi ngâm rượu, ngày ngày uống một ngụm. Diệp Húc quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy hai vị cường giả tam bất triệt cảnh đỉnh cao là Mông Chính và Lý Như Tư đuổi theo không bỏ, khiến hắn bị tức cũng gần hộc máu. Hắn thưởng cho con phá cầu một quyền, cả giận nói: chủ công nhà ngươi sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn quần trúng, ngại chủ công nhà ngươi chết quá chậm phải không? Ta đây thân là đệ nhất đại tôn vương của chủ công, vũ lực vô địch, đánh cả thiên hạ. Hạo Thiên Khuyển vội vàng biện giải: ngươi còn khoác lác sao, ai chẳng biết ngươi như thế nào. Diệp Phúc vô cùng đau đầu, nổi giận mà quát: đau thật thương thật thì ngươi có thể đánh thắng được Già La Minh Tôn không? Ngươi có thể chiến thắng được Tu Đại Minh Tôn? Ngươi có thể thắng nổi Bảo Hiền Minh Tôn hay không? Lý Như Tư và Mông Chính cùng hơn 1.000 tướng sĩ hợp lực thúc giục chiến hạm đuổi theo không bỏ, từ xa phóng vô pháp đánh đến. Con phá cầu này còn định phản bác, chỉ thấy phía sau mây đen bắt đầu rung động hóa thành một cái mặt quỷ, mở cái miệng rồng đầy răng nanh sắc nhọn, hung hăng mà táp tới nó. Mặt quỷ chưa tới, âm phong tới trước thổi vào thất khiếu của người, xâm nhập phế phủ, ngũ tạng, xương thịt gần như đều có dấu hiệu mềm hóa thành nước. Nó không nhận được dùng mình một cái, vội nhanh chân mà bỏ chạy. Nó tuy là cự thú viễn cổ nhưng dù sao vẫn chưa trưởng thành, cho dù da lông cứng rắn nhưng cũng không thể chịu được công kích của đại vô tam bất triệt cảnh đỉnh cao, nhất là loại vô pháp âm tà này. Nó toàn lực chạy trốn nên lập tức bỏ lại Lý Như Tư và Mông Chính. Diệp Húc không nhận được thở phào nhẹ nhõm, lập tức thúc giục bản vương khai thiên kinh hấp thu thần dương linh khí, khôi phục lại tu vi, chữa trị bản vương chân thân. Trong đoạn thời gian ở Hoàng Tuyển Ma Tông, hắn mời đám người Triều Công Thiều và Già La Minh Tôn ra tay hàng phục nhánh thuần dương linh mạch hoàn chỉnh ở trong Nam Thiên Môn kia. Giờ tất cả linh khí sử dụng cho tu luyện đều do thuần dương linh mạch hoàn chỉnh này sinh sản mà ra. Diệp Húc luôn vô cùng xa xỉ, tu luyện dùng linh mạch tốt nhất, tế luyện vu bảo tốt nhất, ăn linh dược quý báu nhất, đi chiến hạm tốt nhất. Chỉ một chút nữa thôi. Diệp Húc thở dài thầm nghĩ: ta còn cưới một con phá cấu biết quần trao quần chúng kìa. Hiện giờ trong chớp mắt khi động thủ với tần hoàng kia, hắn đã lĩnh ngộ ra bản vương tam tương chân thân, hoàn toàn nhận ra con đường tu luyện sau này không hề hết đường xoay sở như trước kia nữa.
chỉ cần khôi phục tu vi, chữa trị thương thế, hắn tất sẽ bước trên một con đường tu luyện tươi sáng. Tam tương chân thân là cảnh giới quan trọng nhất mà đại vu phải tu luyện tới, bất kể là tam bất triệt cảnh hay tam hoàng cảnh đều liên quan đến ứng dụng của thiên địa pháp tướng. Diệp Phúc nghịch thiên mà đi, ngộ đạo trước rồi mới ngộ thiên ngộ địa, cuối cùng mới ngộ pháp, nên cũng lý giải và thể ngộ cảnh giới này sâu nhất, chỉ cần tu vi đủ là nước chảy thành sông. Tư chất tiên thiên hạn chế bị hắn cưỡng ép xóa đi. Thương thế của hắn dần dần khôi phục, từng dòng chân nguyên lưu chuyển trong cơ thể phát ra sức sống, chữa trị tổn thương trên thân thể. Đồng thời, trong thế giới không ngừng có thần dương khí tuôn vào, chữa trị nguyên thần, tu bổ bản vương chân thân. Trong lòng hắn, từng đại khổ quyết diễn sinh lưu chuyển, đem bản vương khai thiên kinh càng ngày càng hoàn thiện. Hiện giờ bản vương khai thiên kinh đã được hắn suy diễn đến tam tương cảnh giới, thậm chí bắt đầu suy diễn đến cảnh giới tam bất diệt. Lấy tu vi tam tương cảnh pháp tương kỳ suy diễn cảnh giới cao hơn, cái loại năng lực lĩnh ngộ hùng mạnh này có thể nói là hiếm thấy. Nhưng Diệp Phúc đọc rộng đàn kinh, tập các đại thánh địa, các đại cấm pháp, làm được tất cả cũng là tự nhiên, không có nửa phần trệ sáp. Chỉ là trong những cấm pháp hắn thu thập lại không có mấy thiên cấm pháp cho tam bất triệt cảnh, nên suy diễn tam bất triệt cảnh với hắn mà nói còn nhiều sáp trệ, khiến cho suy diễn bản vương khai thiên kinh cũng không hoàn thiện. Chỉ cần có được tâm pháp tương ứng, hắn liền có thể dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh, hoàn thiện cuốn tam bất triệt cảnh. Lấy pháp tướng ngưng tụ địa tướng, lấy địa tướng thể ngộ thiên tướng, tu thành thiên địa pháp tướng, cuối cùng ngộ đạo mà tự nhiên bước vào tam bất triệt cảnh, tu thành thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt. Diệp Húc thầm suy nghĩ, chờ khi tu thành bản vương chân thân, thiên địa pháp tướng là có thể chân chính khai tông lập phái, truyền thụ cấm pháp mà ta khai sáng ra, khiến quan tinh phong nhất mạch của ta có thể truyền lưu muôn đời bất hủ. Hiện giờ hắn tự nhiên có một loại khí độ, khí thế của đại tông sư tự nhiên lưu chuyển, đại khí hồi đãng đã khác với trước kia. Đây là khai sáng cũng là tích lũy, không có khai sáng và tích lũy mà đòi xưng đại tông sư thì đúng là trò đùa. Qua hồi lâu, thương thế của Diệp Phúc dần dần bình phục, bản vương chân thân chữa trị. Khối bản vương chân thân này cổ xưa mênh mông, hùng tráng hữu lực, cơ bắp chi chít như những dãy núi liên kết. Ở trên chân thân, hắn hỗn hợp đủ loại ưu điểm của các cấm pháp cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, chư thiên thập đạo, huyền khung cao thượng ngọc hoàng đại đế kinh, hoàn mỹ không chút khuyết điểm, lại có thêm lý giải khai ngộ của chính mình. Mắt trái của hắn là trời, mắt phải là trăng, trán là thiên đình, cất chứa chư thiên tinh đấu, quần tinh rực rỡ, đỉnh đầu lô bồng, yêu văn hộ thể, vạn pháp bất xâm, chân đạp thanh thiên, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thắt lưng hắn đeo sông lớn hoàng tuyền, sông lớn mênh mông chảy quanh toàn thân. Chân nhập thiên địa, dưới thông địa phủ, chảy vào dũng tuyền ở dưới chân, chàng vị hắn hóa thành địa ngục u minh, có thế giới thập phương u ám, ma khí dày đặc. Có thể nói, bản vương chân thân của Diệp Phúc chính là thế giới hắn khai sáng ra, có được thế giới lực mênh mông vô cùng. Co một tiếng, đột nhiên chuông vang to, một vị hoàng đế đi ra từ trong thiên đình trên trán bản vương chân thân, hóa thành ngọc hoàng đại đế, cất bước đi lên thiên đình bên trong quần tinh quần đấu, trấn thủ lăng tiêu bảo điện. Đây là bản vương khai thiên kinh của hắn, tu luyện đến pháp tướng nhị phẩm, tự nhiên mà phân ra ngọc hoàng kim thân từ bản vương chân thân, thống ngự thiên đình trong thế giới của mình. Bản vương khai thiên kinh của hắn hỗn hợp đủ loại cấm pháp, đạt được sở trường của những cấm pháp đấy, thậm chí không cần tu luyện từng cấm pháp một mà có thể phân giải ra các sở trường của các đại cấm pháp từ bản vương khai thiên kinh, ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng. Ngọc hoàng kim thân chính là pháp tướng kim thân hắn ngưng tụ sớm nhất, bởi vậy bản vương chân thân có chút thành tựu. Huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế mới có thể từ trong chân thân của hắn thoát thể mà ra. Chờ tu vi của hắn thâm hậu, bất kể là chu thiên tinh quân pháp tướng, kim mô tam tương chân thân, hàn nguyệt tiên nga nữ thần, hoặc là di la thiên nguyên thủy thiên vương chân thân, hồng mông thanh liên tam tương chân thân, hay là kiểu chuyển của phật bất diệt kim thân, thập điện diêm la vương bích lạc hoàng tuyển ma thiên pháp tướng, đều có thể sinh ra như vậy. Đợi cho Diệp Húc luyện hết pháp tướng của tất cả cấm pháp ra, bản vương chân thân sẽ thành đại viên mãn, tự nhiên mà bước vào địa tương kỳ, tu thành bản vương địa tướng chân thân. Đến lúc đó, tu vi hắn sâu đủ để khiến những tên đầu sỏ cùng cảnh giới phải ngưỡng mộ nhìn lên. Pháp lực thuần túy liền có thể sánh với lão quái vật tam bất triệt cảnh, thân thể bất diệt đỉnh cao. Thân thể của hắn thậm chí có thể mạnh mẽ vượt hẳn pháp lực tu vi, đạt tới độ cao như đám người già la minh tôn, tu đề minh tôn, có thể so với bất diệt chi bảo. Dù người khác tới bất diệt chi bảo lên cũng đừng hòng tổn thương hắn dù chỉ là một chút xíu. Chờ khi hoàn toàn tu thành thiên địa pháp tướng, tu vi của hắn chắc chắn sẽ sánh ngang với lão quái vật cấp đại minh tôn vương, thân thể cũng mạnh mẽ như nhân hoàng, dù là người đứng đầu các thánh địa cũng không thể làm gì được hắn. Tu luyện đến thiên địa pháp tướng đỉnh cao cũng không phải một chuyện đơn giản,
ít nhất cũng cần 100 năm khổ tu. Diệp Phúc thở dài, hắn từ trước tiến cảnh cực nhanh, nhưng tu luyện đến tam tướng cảnh thì dần chậm lại. Trên dưới 100 năm còn là ít, đây là hắn không ngừng tu luyện ngày đêm mới có thể trong 100 năm tu thành thiên địa pháp tướng. Nếu như xuất hiện chuyện khác, phải ngừng tu luyện thì thời gian cần còn lâu hơn. Không phải tu vi hắn tăng trưởng không nhanh, mà là tam tướng cảnh cần pháp lực quá nhiều, quá hùng hậu. Các loại cảnh giới đều có nhu cầu pháp lực cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí phải nói là hà khắc. Loại tốc độ này nếu tu thành nhân hoàng ít nhất cần ngàn năm thì ngàn năm có thể giam chết một gã đại vu. Diệp Phúc Trọng Nguyên còn hơn ngàn năm, nhưng hắn không muốn dùng cả ngàn năm mà vào tu luyện. Thế giới nhiều màu sắc như vậy, cứ ở trong nhà tu luyện mà không đi hưởng thụ chẳng phải là rất nghẹn khuất hay sao? Hắn mở to mắt đánh giá xung quanh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Khiếu Thiên, chúng ta tới nơi nào đây? Diệp Phúc vô cùng buồn bực, rõ ràng là trước khi nhắm mắt chữa thương, hắn còn ở trong cảnh nội Đại Tần, mà giờ mở mắt ra đã là một vùng đất xa lạ. Xa xa còn có biển rộng bao la, tiếng sóng giạt rào, từng làn gió mặn thổi đến mang theo khí chiều ẩm ướt. Ta cũng không biết được, chỉ biết là cứ chạy được nửa tháng rồi. Chú chó dưới chân hắn dừng bước lại, lắc lắc đầu, hất Diệp Phúc xuống, rồi biến lại thành một chú chó đen nhỏ bé, liếc mắt nhìn xung quanh kêu lên. Mà đây là cái nơi kỳ quái nào vậy? Diệp Phúc không biết nói gì luôn, chỉ đành hướng dẫn từng bước. Khiếu Thiên, ngươi có thấy được ân khư hay không? Hắn khẽ động tâm niệm, cảnh tượng ân khư được hắn suy diễn ra, âm trầm quỷ dị, thế giới tan rã. Hạo Thiên Khuyển cẩn thận nhìn, rồi cười nói. Nơi này ta thấy qua rồi, ngày đầu tiên Đại Tôn Vương bỏ chạy tới đó, nhìn thấy thật nhiều thỏ, thuận miệng còn ăn mấy con nữa cơ. Sắc mặt Diệp Phúc tối sầm lại, hắn vốn tính đến ân khư tìm kiếm mấy thức ấn pháp khác của chư thiên thần vương công đức ấn, không ngờ lại sớm lướt qua. Hơn nữa, con thỏ trong miệng con phá cầu này e cũng chẳng phải thỏ gì mà là vu sĩ, đại vu tới ân khư mạo hiểm rèn luyện. Thuận miệng ăn mấy con, cái tên khốn kiếp này làm chuyện xấu e là lại tính đến đầu ta thôi. Diệp Phúc đã có thể tưởng tượng, trên giang hồ sẽ nhanh chóng truyền ra tin tức kêu là Diệp Thiếu Bảo thả chó ăn thịt người. Đại Tôn Vương một mạch chạy trốn, rất nhanh vọt tới trên biển, lại đi ngang qua một phiến đại lục, thuận miệng ăn mấy con thỏ, sau đó lại chạy ra biển rộng, lại đi qua vài tòa tiên sơn, thuận miệng ăn mấy con thỏ, sau đó lại chạy đến biển, lại đi qua một lục địa, thuận miệng. Hạo Thiên Khuyển giơ chân trước ra gãi gãi lải nhải, trí nhớ của nó rất tốt, nhớ rõ mình ăn thỏ mấy lần. Nhưng sắc mặt Diệp Phúc thì ngày càng đen lại, hắn tức giận đến đôi tay phát run. Nhớ ngày đó ta ác danh lan xa, nhưng dù sao cũng chỉ là bị người phỉ báng đuổi giết trên đại lục trung thổ mà thôi. Giờ thì tốt rồi, cả vài tòa đại lục phương Tây hải ngoại cũng đã phỉ báng thanh danh ta rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.